Cuối cùng thì 9 thành viên của biệt đội Running Man Việt Nam mùa 2 Chơi là chạy cũng chính thức lộ diện đầy đủ trong tập 4 với sự xuất hiện của Karik. Không ai sướng như thành viên mới này cả, vừa mới tham gia đã giành chiến thắng và còn được đi Hàn Quốc ngay tức khắc. Tuy nhiên, việc bổ sung Karik vào đội hình chính thức và đi Hàn Quốc cũng đồng nghĩa với việc chương trình phải tạm chia tay với cậu Úc Jack. Thời điểm trước khi cả đoàn sang Hàn, Jack bỗng vướng scandal chấn động khiến mọi kế hoạch dường như phải thay đổi. Trong đó có việc ghi hình cùng đồng đội ở xứ sở Kim Chi. Qua những hình ảnh được chương trình hé lộ thì Jack hoàn toàn không xuất hiện trong bất cứ khoảnh khắc nào. Phải chăng anh chàng cũng sẽ biến mất từ đây?